Trường mầm non Wonderland quận Sơn Trà cũng vừa bế giảng năm học 2022-2023. Trong năm học qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, chất lượng giáo dục được nâng cao, trở thành địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh phường Nại Hiên Đông nói riêng và quận Sơn Trà nói chung gửi gắm con em. Nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022. Học sinh nhà trường đã tham gia nhiều sân chơi cấp quận, cấp thành phố như bé mầm non vui khỏe, trang trí thiệp xuân. Bên cạnh chương trình học được cải tiến theo hướng hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm, dạy học theo phương pháp STEM. Nhiều hoạt động ngoại khóa cũng được nhà trường thường xuyên tổ chức để trẻ có môi trường phát triển toàn diện về kỹ năng và kiến thức.